Ngay sau khi vụ việc gần 200 đối tượng trốn trại cai nghiện ma túy ở tỉnh Sóc Trăng, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã họp khẩn ngành chức năng tìm giải pháp khắc phục. Trong đó chủ yếu tuyên truyền vận động các đối tượng, gia đình đưa con em trở lại cơ sở cai nghiện. Qua đó, đã có nhiều đối tượng đã đến cơ quan công an gần nhất trình diện và được đưa lại cơ sở cai nghiện. Có mặt tại cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng hôm qua, phóng viên ghi nhận việc các học viên đã trốn trại liên tục được gia đình địa phương đưa trở về trại cai nghiện, hầu hết đều nhận ra việc làm sai trái của mình. Tuy nhiên, theo cán bộ trung tâm và lực lượng chức năng thì không loại trừ một số đối tượng sau khi trốn trại sẽ đi khỏi địa bàn, nhất là có những đối tượng đã có tiền án tiền sự hoặc đang có hồ sơ liên quan đến vụ án khác. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết hiện vụ việc đang được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền gia đình, các đối tượng và phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay lại cơ sở sớm nhất.